Rồi bữa nay thì con hộp số dành chạc nè, hàng kéo chạc của cô ta nè, cha chan tùy theo đầu máy mà con gắn nha, đầu máy 125 cũng được, 140 cũng được, 155 cũng được, tùy theo kích cỡ con gắn. Nó gắn tối đa là từ 9 ngựa đó bà con, thấp nhất là khoảng 9 ngựa là kéo được rồi. Như nguyên bộ này gắn 125 để chạy tránh sướng. Thôi, khi bà con mua nguyên bộ này á, nếu bà con mà trả góp thì được hỗ trợ lãi suất là 0%. Còn mua tiền mặt thì có được tặng quà cho bà con luôn. Hoặc là tặng tháng 3 này đi. Tháng 3 này tặng cho con cái máy SS với đĩa 70, quầy bơm nước chơi. Còn bà con nếu mà trả góp thì lãi suất 0%. Đợt sau này có bánh lớn này có thêm cái dòng này bà con. Đợt sau này mới có nha. Bánh lớn có thêm cái dòng cho bà con á. Cũng được đó bà con. Cũng được, ngon lành. Sản phẩm này thì bảo hành cho bà con 3 năm nha. Cứ hư hao trục trặc lỗi kỹ thuật trong vòng 3 năm đó thì bà con cứ ở tại ruộng thôi, tại nhà thôi, kỹ thuật của Thái Lan. Kỹ sư Thái Lan, kỹ thuật của Việt Nam, Thái Lan tới nhà hỗ trợ cho con luôn, hỗ trợ sửa bà con miễn phí luôn. Đây. Hộp bỏ đồ nghề đồ đầy đủ luôn ha. Cha cha anh ở Lux X. Đó, bỏ đồ nghề đầy đủ luôn bà con ha. Thì được hỗ trợ cho bà con á. Nếu bà con trả góp á, lãi suất 0%. Còn nếu bà con mua tiền mặt thì có tặng phẩm cho bà con luôn nha. Nguyên bộ mới có tặng phẩm cho bà con. Rồi sau này thì nó có cái ba cái đường bánh tròn tròn này cho bà con đi trên đường không sợ bị hư lộ luôn nè. Cũng ngon đó bà con. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356577, đây là nguyên bộ. Còn đây cái sườn nữa đây. 32 triệu sườn sới luôn bà con. Một hộp số luôn, 32 triệu hộp số cha chan Thái Lan luôn. Bảo hành 3 năm, cái tháng đầu là hư hao đổi mới bà con, dễ lắm bà con. Kỹ thuật tới nhà hỗ trợ cho bà con luôn. Nó gắp nguyên bộ sẵn cho bà con luôn, cho bà con dễ xài. Thì bà con mua gì bán đó, mua đầu bán đầu, mua sườn bán sườn, mua bánh lòng bán lòng. Cũng dễ bà con. Đã không? Rồi con nào có nhu cầu luôn 0886356707.